Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống của Đôi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú, anh chị mình vườn mai của chị Huệ ở Chợ Lách Bến Tre cô chú, anh chị ha. Vườn của chị Huệ thì có rất là nhiều loại giống mai, đủ loại cúc, hoa đẹp ha cô chú. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Mong cô chú, anh chị yêu thương, ủng hộ chị Huệ, ủng hộ kênh Cuộc Sống của Đôi Hậu Giang ạ. Rồi, em xin chào bà chủ ơi. Xin chào em, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay em trở lại kênh giới thiệu cô chú anh chị mình một số mai cho cô chú anh chị mình lấy bo, rồi cô chú anh chị mình có thể đôn cây lại để dưỡng cây nuôi Tết lại nha cô chú anh chị. Dạ. Vào đầu clip là mã số 1A nha cô chú, là một cây không nhị hoàng quyết long. Đang có một bông luôn cô chú anh chị nha, bông chùm, bông không có nhị, nhìn dễ thu lắm nha cô chú. Cây này nó già mùa lắm cô chú anh chị, một bo thôi à. Rồi em xin số đo 3 vòng nha bà chủ. Hoành thân là 10 rưỡi, chiều cao là 56, tán ngang là 47. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 ạ. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. Dạ. Rồi mã số mã số 2A là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, phơm lùng liền để bàn dễ thương ha cô chú anh chị. Mình lấy bo xong mình dưỡng lại năm sau chơi Tết là hoành tráng ha. Đó. Cây này già mùa, một bo ghép ha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha bà chủ. Hoành thân là 11. Chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 650 ạ. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. Mã số 3A. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Đa số là hàng già mùa cô chú anh chị nha. Già mùa đầy bông luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Hoành thân là 12. Chiều cao là 77. Tán ngang là 64. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 600. Dạ. Cái bông kìa. Mã số 4A. 4A. Là một cây không nhị hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Dạ, có một bông luôn cô chú anh chị ha. Cây này nó già dữ lắm mà nó liền trột ghép luôn rồi đó với cô chú anh chị. Dạ, em xin số đo 3 vòng luôn ha bà chủ. Hoành thân là 13. Chiều cao là 46. Tán ngang là 52. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 ạ. À. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này lùng liền mà tàn đều tròn cô chú anh chị nha. Đang đi thêm cơ đợt non mới nữa đó quý cô chú. Dạ. Nhổ cỏ cho cô chú anh chị mình thấy bộ đế. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha. Hoành thân là 12,5. Chiều cao là 57. Tán ngang là 63. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 ạ. À. Em dạ. Bao phí ship cô chú anh chị mình. Thọ hương nha quý cô chú anh chị. Mã số 6. À. Mã số 6A là một cây cúc đại đó nha cô chú anh chị. Dạ. Đang có mặt hoa luôn cô chú anh chị ha. Cây này ghép cũng một trục ghép, đế nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú. Dạ rồi. Hoành thân 11,5. Chiều cao 84. Tán ngang 55. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450. Em bao phí ship. Số 6 hả chị? Số 7. Mã số 7A là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Hàng già mùa tàn đều luôn với cô chú anh chị ha. Nó dốc lên như cái phương tàn đào vậy đó cô chú anh chị. Một bo ghép bự hơn ngón cái của em nha cô chú. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha bà chủ. Đoàn cái tên đó tới 100 mấy luôn. Hoành thân là 13. Dạ. Chiều cao là 77. Tán ngang là 69.
Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá là 700, em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ 700 cô chú anh chị ha. Mã số 8A. Mã số 8A là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này cũng một bo luôn cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin số đo luôn nhé bà chủ. Quỳnh thân là 8 rưỡi. Cắt bo okay lắm. Chiều cao là 77. Tán ngang là 51. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. Số 9A là một cây cúc trân châu nha cô chú anh chị. Này là hàng vườn nhà em, là hàng nhà mùa không nha cô chú anh chị. Cây này cũng một chọc ghép luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ. Mình thân là 12. Chiều cao là 57. Tán ngang là cũng 57 luôn. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá là 450, bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Mã số 10A cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương nó có cái màu vàng nghệ, bông màu vàng nghệ nhìn rất là bắt mắt, sáng lắm cô chú anh chị ha. Bông chùm luôn ạ. Cây này một bo ghép nhưng mà tàn tầm mình nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Quỳnh thân là 8. Chiều cao là 86. Tán ngang là 72. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500. Em phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ, mã số 11A. Là một cây cúc Tây Thi nha cô chú anh chị. Dạ, có mặt hoa hết trơn quý cô chú anh chị ha. Cây này cũng được bò hai bo ghép nha cô chú anh chị, liền đầu luôn à. Dạ rồi, em xin số đo 3 vòng nha bà chú. Quỳnh thân là 10 rưỡi. Chiều cao là 77. Tán ngang là 69. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 550, em bao phí ship cô chú anh chị mình à. Số 12A là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, cây này đang bông vàng cực luôn cô chú anh chị ha. Củ đế đẹp luôn nha cô chú. Liền như một cây riêng. Bông nhìn rất là đã nha cô chú anh chị. Đó, nguyên một bể đế như cái lò xo vậy đó cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin số đo 3 vòng nha bà chủ. Hoành thân là 7. Chiều cao là 75. Tán ngang là 59. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 600 ạ. À. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. 5 rưỡi hả? Mã số 13A. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. À. Những cây tầm trung ha cô chú anh chị. Mình có cái không gian nhỏ gọn mình chăm sóc cây này ok nha cô chú ha. Ghép được hai chậu ghép luôn ạ. À. Dạ, rồi em xin số đo luôn ha bà chủ ơi. Hoành thân là 9 rưỡi. Chiều cao là 63. Tán ngang là 59. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá là 550. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. À. A. À. Là một cây hoa hồng thanh tú và một cây tự sắn nha cô chú anh chị. Dạ. Hoa hồng thanh tú đang có hoa luôn quý cô chú anh chị nha. À, cây ghép bút nhớt liền luôn nha cô chú anh chị. Bên đây là một cây mai nhỏ tự sắn, một bo già mùa luôn cô chú. Dạ. Cây không nhị thì nó thân nó khoảng 5-6 gì nha cô chú anh chị. Dạ. Ủa 7 cây hoa hồng thanh tú. Chiều cao là 44. Tán ngang là 39. Cây tự sắn chiều cao là 51. Tán ngang là 27. Cành này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. À. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. À. Số 15A là ba cây ba giống nha cô chú anh chị. Một cây bạch mai và một cây cúc hai tầng hả cô chú anh chị. Và một cây hoa hồng thanh tú. Dạ. Ba này cây ghép gốc nhớt nó cũng liền cốt nghe cô chú anh chị. Dạ được. Dạ rồi. Cúc hai tầng nha cô chú anh chị. Dạ.
Hoành thì chắc khoảng 4 năm ha cô chú anh chị ha. Dạ. Chiều cao của cây bạch mai là khoảng 27 đó cô chú anh chị. Ba cây này cũng bằng bằng như nhau ha. À, mã số 15 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 300 ạ. Dạ. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. Mã 16A là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Đang có một hoa quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Trời ơi, cây này liền luôn rồi cô chú. Hoành chắc khoảng 5-6 cô chú anh chị. Chiều cao được 45, tán ngang 47. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 300 ạ. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. Dạ. Mã số 17A. Mã số 17A là một cây không nhị nha cô chú anh chị. Và một cây cúc và một cây thảo ly. Cúc dạ. Thảo ly nha cô chú. Combo 3 giống ha cô chú anh chị. Rồi. Dạo lá ghế có một hoa luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi, cái hoành thân thì chắc cũng cỡ bằng ngón út không chở đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây cao nhất là cây thảo ly, chiều cao được 60. À, mã số 17A này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 350 nha cô chú anh chị. Dạ, 3 cây, 3 giống, 350 nha cô chú ha. Số 18A cũng là 3 cây 3 giống nha cô chú anh chị. Dạ. Một cây cúc vua và một cây không nhị hoàng quyết long nha cô chú và một cây hoa hồng thanh tú. Dạ, cây nào cũng đang ra hoa hết trơn quý cô chú anh chị ha. Mình thấy mặt hoa không nhị rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoa hồng cũng đẹp. Rồi em xin thông số luôn ha bà chủ. Đo một cây hoa hồng thôi ha. Một cây hoa hồng là chiều cao được 61 nha cô chú anh chị. Còn cây không nhị chiều cao 43. Cây này cũng cao được 57. Mã số 18A này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ạ. Dạ. Mã số 19A là một cây thảo ly nha cô chú anh chị và một cây cúc phíp và một cây cúc đọt đỏ nha cô chú anh chị. Dạ, combo 3 cây, 3 giống luôn cô chú anh chị. Ghép cúc nhót và mùa luôn quý cô chú anh chị ha. Rồi. Chiều cao của cây thảo ly là được 57 nha cô chú anh chị. Cúc phíp thì cao 56. Cây cúc đọt đỏ thì chiều cao được 50 nha cô chú anh chị. Mã số 19A này em giao lưu cô chú anh chị mình là giá là 400 ạ. À. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Mã số 20A là một cây không nhị hoàng quyết long nha cô chú anh chị và một cây cúc thảo ly và một cây dảo lá gí nha cô chú. Dạ, dảo lá gí này có cái đọt màu đỏ đỏ nha cô chú anh chị ha. À, cây thì chắc khoảng ngón út rồi cô chú anh chị. Thảo ly bông rất là to nha cô chú anh chị ha. Rồi em xin chiều cao ha bà chủ. Chiều cao của cây thảo ly là 65. Dạo lá gí là 45. Chiều cao của cây không nhị là 50. Mã số 20A này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 400 ạ. À. Em bao phí ship cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ. Mã số 20 này cũng là cuối clip của em ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian ra xem clip và đã mua cây ủng hộ vườn nhà em ha. Em xin chân thành cảm ơn ạ. À. Dạ, em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.